Xin chào mừng trở lại đến với Sai Việt Vi. Trong tập ngày hôm nay chúng tôi sẽ bàn về public speaking, thuyết trình trước công chúng. Ở trong những cái nghiên cứu về cái sự giao tiếp đó, thì người ta cho thấy rằng ở trong cái việc mà giao tiếp mà nói về những cái thông tin để truyền tải những cái ngôn ngữ thông tin của mình đó, thì người ta cho thấy rằng khoảng 93% của cái cách chúng ta nói chuyện và cái cảm xúc của mình nó được truyền tải bởi những cái việc mà nó không phải ra từ miệng hoặc là từ lời nói của mình, nhưng mà bởi cái cơ thể của mình và cái ngôn ngữ cơ thể và bởi cái sắc mặt của mình. Cho nên cái việc mà khi chúng ta nói đến, chúng ta muốn giao tiếp và chúng ta muốn deliver một cái message, phải không? Nói một cái thông điệp nào đó thì chúng ta phải có được cái cảm xúc nhất định về cái thông điệp mà chúng ta muốn nói. Cái điều đó rất là quan trọng và có thể là một những cái điểm quan trọng nhất. Dạ em đồng ý, tại vì khi mà mình đam mê, mình quan tâm thì khán giả sẽ thấy được. Họ họ nhiều khi không biết tại sao nó khác biệt chỗ nào, nhưng mà họ thấy khác. Họ thấy giữa một người có cái sự quan tâm tới cái chủ đề này với một người mà không thích cái chủ đề này chút nào, họ sẽ thấy được cái sự đam mê của mình, nó sẽ được thể hiện qua sắc mặt cũng như là thần thái và cái cách mình di chuyển. Và giống như trong những tập trước mình có nói về những cái ký ức mà gắn liền với cảm xúc mạnh, nó sẽ rất là khó phai. Nên khi mà một cái người thuyết trình trình bày cái cảm xúc của mình, trình bày cái sự đam mê của mình, thì nó sẽ gây ấn tượng với người nghe và nó sẽ giúp người nghe nhớ về cái bài thuyết trình của mình lâu hơn. Thì cái đó là về mặt cảm xúc, nhưng mà không biết cái về về cái tư thế và cử chỉ thì chị Hoa nghĩ sao? Một trong những cái cách mà mình truyền tải cái sự đam mê của mình cho cái đề tài mà mình sẽ thuyết trình đó là mình phải có cái ngôn ngữ cơ thể. Và một trong những cái điều mà người Mỹ họ hay họ đã làm nhiều cái nghiên cứu đó, là gọi là power pose, phải không? Có nghĩa là chúng ta dùng cái tư Những cái thế mà sức mạnh, cho chúng ta giống như là cho chúng ta có sức tư mạnh, thế quyền lực đúng rồi. á. Thì đó thì khi chúng ta có những cái làm những cái tư thế quyền lực, chúng ta không có nghĩa là chúng ta có quyền lực ở trong cái vấn đề đó, nhưng mà khi mà chúng ta làm cái điều đó thì cái não bộ và cái sự suy nghĩ của chúng ta nhận được cái thông điệp là chúng ta có quyền ở trên những cái điều mà chúng ta sẽ nói, phải không? Khi mà Huy cảm thấy Huy để ý đi, những cái người mà họ đi tranh đấu cái điều gì đó hay là họ thắng được cái điều gì đó thì thông thường là họ làm cái gì? Cái việc đầu tiên là họ đưa tay họ lên và họ họ như vậy. Người Mỹ họ nói là cái chuyện Không có nhà vô địch nào mà vậy gì hết ra, trơn á. mà thắng xong, thắng thắng cuộc xong cái ngồi gì, phải không? Ai cũng giống như là yes, right. Thì người Mỹ họ họ dùng cái so sánh rằng cái họ khi mà mình làm như vậy đó thì cái chữ là V, thì V là victory, phải không? Cái sự đắc thắng. Cho nên khi mà chúng ta làm điều đó thì even cái lúc mà mình buồn hay cảm xúc của mình nó không phải là trong cái quyền lực hay cái tư thế mà mình làm như vậy đó, thì cái cơ thể của mình nó vẫn gây cho cái cảm xúc của mình nó được thay đổi. Cái này làm em nhớ tới cái tập, hình như tập đầu tiên thì phải, mà mình làm á, mình nói về về cái sức khỏe tâm lý, giống mình nói về con người là một tạo vật đa diện, là sự kết hợp tinh vi giữa phần vật chất và phi vật chất. Nên cái thậm chí là cái tư thế thôi nó cũng có thể ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý, có thể ảnh hưởng tới cái cách mình nhìn nhận bản thân. Cái cách suy nghĩ bản thân Và về nên bản nó thân. tác động qua lại như vậy đó. Cái cách mình suy nghĩ nó ảnh hưởng tới tư thế của mình, nhưng mà cái tư thế của mình nó cũng sẽ giúp mình tự tin hơn. Đúng vậy, đúng vậy. Và ở Mỹ thì họ làm những cái research ấy, thì họ được cho rằng là những người mà trước khi họ vô để có một cái việc, cái trò chuyện hoặc là cái interview để xin việc làm chẳng hạn, thì trong cái cuộc phỏng vấn đó họ sẽ làm tốt hơn nếu như mà trước khi họ vô trong cái cuộc phỏng vấn họ làm những cái power pose hay là họ ngồi bằng cách là họ có giống như là những cái confidence hay là lòng tự tin ở chính bản thân, thì họ sẽ là những người làm tốt hơn ở trong cái buổi phỏng vấn đó. Cho nên là cái điều đó là cái điều nhỏ, nhưng nếu chúng ta làm được nó sẽ giúp cho chúng ta trong một cách để cả chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có quyền lực và chúng ta có tự tin hơn ở trong cái việc chúng ta sẽ làm. Như vậy là trước khi lên thuyết trình thì có thể đi vô nhà vệ sinh đứng Yes. tư thế quyền Đã lực. giống như là mình đã xong rồi, mình đã làm rất là tốt rồi.
Dạ. Yeah. Hoặc là nếu mà mình ngồi chờ thì em nghĩ là mình cũng có thể ngồi một cách tự tin. Tại vì lúc mình ngồi mình lo lắng á, mình thường hay thu người lại, rồi sau đó mình còng lưng lại, thì nó làm cho mình càng lo lắng hơn. Nên khi lúc mà ngồi chờ phỏng vấn hay là ngồi chờ tới lượt mình để thuyết trình á, thì thoải mái ngồi dựa vào ghế và tiếng Anh gọi là take up space, là chiếm chỗ, ý là đừng có chiếm chỗ nhiều quá bất lịch sự. Đứng chiếm yeah. chỗ của người ta. Nhưng mà trong cái chỗ của mình á, thì mình ngồi thoải mái, hít thở sâu thì nó sẽ giúp giúp cho cái việc mà mình không có bị lo lắng quá. Nhưng mà khi mà đứng trên sân khấu thì chị Hoa thấy sao? Làm sao để mình có tư thế tốt trên yeah. trên sân khấu? Yeah. Khi mà đứng trên sân khấu thì chị Hoa có một cái câu chuyện nó cũng hơi mắc cười, là khi mà chị Hoa mới ra bắt đầu đi làm đó, thì có trình bày cho một buổi thuyết trình có rất là nhiều người, thì cái phòng nó rất là to và ở trên đó nó có một cái bục mà nó rất là lớn, nó cỡ, nếu mà chị đứng thì nó cỡ đây nè chị nè, mà nó rộng ra cỡ hai người của chị đứng cũng có thể được. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà mình đứng đằng sau một cái mục đó, thì những người đứng ở đằng sau thì họ chỉ thấy được cái đầu của mình thôi, họ không thấy được cái gì, cái cơ thể của mình, thì như vậy thì cái ngôn ngữ cơ thể của mình đã bị mất đi, đúng không? Cho nên là một trong những điều mà chị học được á là chúng ta phải làm sao để có cái personal mic, có nghĩa là mình phải làm sao để cho những người đằng sau họ nghe mình được, nhưng mà mình không phải đứng ngay chỗ cái mục đó để có thể nói. Và cái điểm thứ hai là làm sao để mình đừng có bị cái đó nó che, có nghĩa rằng mình nếu mà mình cần phải đứng gần cái mục để mình biết mình nói gì, hay là mình phải chỉnh cái computer hay là cái slide hay gì đó, thì cái đó mình có thể đứng gần nhưng mà mình không nhất thiết phải đứng đằng sau cái đó. Thì một cách là mình có thể để cái tay ở trên cái mục nhưng mà mình đứng ở bên hông. Dạ. Yeah. Không để mục che. Không để mục che mình. Và cái điểm tốt nhất là trước khi mình lên mình thuyết trình á, thì mình chuẩn bị hỏi những người họ chuẩn bị cho mình đó, là nếu mà họ có cái mic và họ có cái clicker, thấy không? Là cái để mình bấm cái remote để chỉnh PowerPoint. Cái remote. Yeah. Yes. Thì như vậy đó, thì cái tốt là mình có thể take up cái space, mình có thể dùng cái không gian của cái sân khấu, mặc dù nó bự bao nhiêu thì mình cũng có thể đi qua đi lại một cách chậm rãi, và mình có thể cho cái sự chú ý cho tất cả những người và những khúc ở trong căn phòng đó. Một cách mình có thể làm là mình chia ra cái phòng bằng 4 cái ô, và mình chú ý làm sao để ở trong mỗi cái ô ở trong căn phòng đó mình có một người hay là hai người để mình chú ý vào họ, và mình thấy là họ là những người khi mình nói họ gật đầu, hoặc là họ có thể mỉm cười khi mình nhìn, khi mà mình make eye contact, khi mà đôi mắt của mình nhìn họ thì họ để ý đến mình chẳng hạn. Thì nếu mà mình có được, mình chia ra như vậy đó, thì mình sẽ ở trong cái cách mình trình bày thì mình sẽ chú ý đến những cái ô đó ở trong căn phòng, và mọi người trong căn phòng đều cảm thấy là mình thuyết trình cho họ. Dạ, yeah, mình nhìn về hướng của họ. Dạ. Yeah. Yeah, thay vì là mình chỉ thuyết trình cho một cái nhóm người nào đó ngồi ở đằng trước mà thôi. Nãy cái chị nói là cái nguyên tắc của nó là take up space, là hãy sử dụng cái không gian một cách tự tin. Khi mà mình sử dụng cái không gian xung quanh mình một cách tự tin thì nó sẽ làm cho mình tự tin, và nó sẽ thể hiện cái thông điệp là mình tự tin. Đương nhiên là không gian của mình thôi, chứ đừng chiếm chỗ người khác. Nó sẽ rất là bất lịch sự. Giống như là mình ngồi ở trên ghế thì không gian của mình là cái chỗ xung quanh cái ghế, thì mình ngồi mình ngồi tự nhiên thì nó sẽ tự tin hơn. Và khi mà trên sân khấu thì cái không gian của mình là nguyên cái sân khấu, thì cái việc mình đi qua đi lại nó cũng là một cách để mình kiểm soát cái không gian trên đó, và nó giúp mình trở nên tự tin hơn. Hiểu biết một trong những cái điều mà người ta nói về cái việc mà giống như là cái tay của mình để đâu đó, là nếu mà mình chú ý khi mà mình nói chuyện với một người nào đó mà cái bàn tay của mình ở đâu, thì họ nghe, họ theo cái bàn tay của mình chứ họ không có theo cái miệng của mình. Yeah. Cho nên á, là khi mình nói chuyện với đôi tay của mình thì người mình có thể gây sự chú ý đến cái việc là nó quan trọng, và khi người ta cái thông điệp đó và cái thông điệp từ những ngôn ngữ của mình nó giống nhau thì người ta có cái sự in sâu về những cái việc mình nói nhiều hơn. Nếu mà có thói quen bỏ tay vô túi thì nên tập từ từ để cánh tay của mình nó để ra ngoài, thì nó sẽ giúp mình, người ta nhìn thấy mình là một người thân thiện cởi mở, chứ không phải là mình thì khi mà đút tay vô túi nhìn nó giống như là mình đang giấu cái gì đó, hoặc là mình đang lo lắng, hoặc là mình đang không có tự tin.
Yeah. Và mình cũng làm cho cái người nghe họ không có cái lòng tin ở mình. Thì ngoài cái tư thế, cái cử chỉ, thì em thấy có một cái nữa mà nó cũng rất là quan trọng là cái giọng nói. Nãy giờ mình nói là về những cái ngôn ngữ cơ thể ha, về sắc thái, nhưng mà còn cái giọng nói thì chị Hoa thấy sao? Yeah. Thì khi mà mình nói đến những cái việc mà mình nói đó, thì trước nhất mình đưa ra một cái điều quan trọng là cái việc mình nói nên là cái việc mình muốn người ta làm thay vì là cái việc mình không muốn. Không? Thì một trong những điều mà giống như chị Hoa thấy giống như là rất là nhột á, là khi mà người ta nói cái gì đó mà người ta nói ồ đừng có làm cái này hay là làm cái này nó xấu lắm, thì thay vì là nói như vậy hay là chú ý quá nhiều vào cái việc mà người ta không nên nói thì hay là không nên làm, thì mình chú ý vào cái việc người ta nên làm gì. Như vậy thì cái message đó, cái thông điệp đó nó một cách cởi mở và nó cho người ta cái thông tin để giúp đỡ hơn là để criticize, chỉ trích. Yeah. Thì khi mà mình nói đến cái giọng nói đó, thì cái việc mình nói, cái ngôn ngữ nó quan trọng. Cái việc quan trọng nữa là làm sao để mình thay đổi cái giọng nói, cái độ cao thấp và cái tốc độ của cái việc mình nói. Dạ, có nhấn nhá, tiếng Việt là có nhấn nhá. Cả ba điều đó nó quan trọng. Không? Thứ nhất, nhưng mà nếu mà mình nói về cái việc gì mà mình rất là thích thú và nó hay và mình thấy mình có nhiều cảm xúc ở đó, thì mình sẽ nói lẹ và mình có thể cái giọng của mình nó sẽ cao lên và mình cái cử chỉ của mình nó sẽ ngang tính cách là giống như nó rất là excited. Dạ, nó hoạt bát hơn. Nó hoạt bát hơn. Còn khi mình kể một cái chuyện nào đó mà có thể nó buồn hơn, thì có thể mình nói chậm lại và có thể mình nhìn hoặc là mình đưa ra những cái cử chỉ nó khác. Nếu mình muốn nói rằng cái điều tôi sắp nói với bạn nó rất là quan trọng, thì mình nói xong hoặc là mình chưa nói nhưng mà mình ngừng một vài giây rồi xong, bây giờ tôi sẽ nói với quý vị một cái việc rất là quan trọng và tôi muốn quý vị suy nghĩ về điều này trong vài phút hay là vài giây. Thì mình ngừng đó và mình để cho những người nghe họ có cái thời gian để họ suy nghĩ và họ store up những cái cảm xúc, họ đưa đẩy những cái cảm xúc ở trong người của họ để họ nhận được và họ nghe và họ hiểu, thay vì là họ nghe để họ lướt qua. Em thấy cái sự im lặng nó cũng rất là quan trọng, và khi mà mình có thể sử dụng cái sự im lặng một cách hiệu quả, một cách hữu hiệu thì nó sẽ rất là hay. Giống như là khi mà tham vấn cho thân chủ cũng vậy, cái việc mà mình có cho họ một không gian để họ tiêu hóa những gì mà nãy giờ mình nói với nhau, và khi mà mình thuyết trình cũng vậy, mình cho cái không gian im lặng đó để cho mình suy nghĩ và cũng như là cho khán giả họ tiêu hóa những gì mình mới vừa nói, nó sẽ cho họ một cái ấn tượng tốt, chứ thay vì mình nói cứ như, liên tục không có nhấn nhá, mà nói giống không có nhấn nhá đều rồi nói một cách giống như là không có thay đổi độ cao đều như vậy thì nó dễ buồn ngủ, phải không? Mà cái thông điệp của mình nó cũng không có cái sự, họ cũng không biết là họ phải chú ý vào cái việc gì. Thì cái đó là một trong những cái điều mà chúng ta không có cần phải có cái kỹ năng tự nhiên hay là thiên phú về cái việc nói chuyện, nhưng mà cả ba cái đó đều là những cái mà mình có thể tập được khi mà chúng ta muốn làm tốt hơn ở trong cái lĩnh vực đó. Và có một cái nữa mà em thấy riêng em thì em thấy rất là thích thú và em đang học nhiều hơn để sử dụng cái này, đó chính là sử dụng câu chuyện, sử dụng hình ảnh ẩn dụ, sử dụng hình ảnh minh họa. Bởi vì khi mà mình có thể tóm lại được cái ý của mình trong một câu chuyện, trong một cái hình ảnh ẩn dụ, nó sẽ đi theo họ lâu lắm. tại vì thật sự nhiều người cũng không nhớ hết những gì cụ thể chi tiết mình nói, nhưng mà mình cho họ một câu chuyện, họ sẽ nhớ, thường là họ nhớ cái đó hoài. Không biết là chị Hoa có thấy như vậy trong cái cuộc sống của chị Hoa không? Phần nhiều thì khi mà chị Hoa có việc có
thời gian thông tình với nhiều người đó, thì qua cái việc vào cái sự làm việc và làm việc với thân chủ nhiều, cho nên là một trong những điều mà Diễm My thấy là nó giúp cho người ta rất là nhiều, để người ta nhớ những cái gì mình muốn, những cái thông điệp gì mình muốn đưa tới đó, là mình sẽ dùng những cái ứng dụng. Chẳng hạn như chị họ hay nói với những người mà họ rất là chú ý vào một cái việc gì đó trong đời sống nhưng mà không có chú ý những cái việc khác. Chẳng hạn như họ chỉ lo đi làm mà không lo cho gia đình chẳng hạn, thì chị họ hay đưa cái thí dụ rằng cũng giống như là quý vị đang tập lái xe đạp. Nếu như mà quý vị đạp xe đạp mà chỉ chú ý vào cái việc đạp thôi mà không có chú ý cái con đường nó nhìn như thế nào, hoặc là chúng ta phải bẻ lái như thế nào, thì như vậy nó rất là nguy hiểm, phải không ạ? Mình không có bẻ lái mà mình cứ đạp thì mà mình đi xuống dốc thì mình sẽ té, và nó rất là khó để mình balance, hay là mình có cái sự cân đối, thăng bằng. Đúng rồi. Cho nên khi mà chúng ta muốn có sự cân bằng ở trong đời sống thì không những chúng ta phải đạp, nhưng mà chúng ta phải đạp đồng lúc chúng ta lái, và chúng ta phải đạp và lái đồng thời biết cái con đường đó nó cần, nó có nhu cầu gì để chúng ta cái địa hình đáp ứng được cái địa hình trước mặt chúng ta. Cho nên khi mà đưa ra cái câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy rằng nó dễ nhớ, là tại vì cái việc mà tập lái xe đạp hay là đạp xe đạp nó có sự áp dụng đến cho nhiều người và nó dễ hiểu và họ đã có kinh nghiệm làm những cái việc đó rồi. Cho nên khi mà chúng ta đưa một cái điều gì đó nó không có, có thể là nó không có áp phê cho cái người đó nhiều, nhưng mà khi mình áp dụng được cái việc gì đó mà họ biết và họ hiểu rồi thì sẽ dễ make cái connection đó hơn. Cũng đừng quá lo lắng, bởi vì khi mà mình lo lắng á, có nghĩa là mình quá tập trung vào bản thân, có nghĩa là mình suốt ngày mình hỏi là mình nói chuyện nghe có ngu không, mình nhìn có kỳ không, mình có mắc cười hay không, người ta nghĩ gì về mình. Thì khi mà mình cứ tập trung quá nhiều vào bản thân á, thì thường là mình sẽ cảm thấy lo lắng. Và cái này thường nó có thể áp dụng cho phần lớn những tình huống mà lo âu, là khi mình lo âu là mình quá tập trung vào bản thân. Và cái cách để giải quyết nó là mình hướng cái sự tập trung của mình từ bên trong ra bên ngoài. Ví dụ như là khi mình ở trên, mình đang làm hoặc là những người mình đang muốn nói chuyện với. Dạ. Thì khi mà giống như là mình đang thuyết trình thì mình hướng sự tập trung về phía khán giả. Cái này không phải là hỏi họ đang nghĩ gì về mình nha, mà hướng sự tập trung về phía khán giả, nhìn họ, chọn một người để nhìn và nói chuyện giống như là đang nói với họ vậy đó. Nhưng mà đừng có nhìn chằm chằm, tức là kiếm mấy người khác nhau rồi nhìn họ và giống như là mình đang nói chuyện với họ, đặc biệt là những người đang chú ý tập trung vô cái bài thuyết trình của mình mà họ gật đầu thì mình nhìn họ là giống như mình đang nói chuyện với họ vậy đó. Thì cái đó là cái cách mà mình có thể hướng cái sự tập trung từ bên trong, là ô mọi người nghĩ gì về tôi. Mình hướng cái đó từ bên trong ra bên ngoài, là ô làm sao tôi có thể trình bày cái này cách tốt nhất cho cái người đối diện. Yeah. Và khi tôi nhìn những người đang nghe thì họ có những cái sắc mặt của họ, có phải là họ đang có những câu hỏi hay không, hay là họ đang suy nghĩ, họ đang curious, phải không? Thì chúng ta mới biết được là chúng ta cần phải đáp ứng cái gì cho những người đang nghe mình. Và một trong những cái mà Winston Churchill nói mà chị rất là thích, là ông ta nói rằng nếu mà bạn muốn nhấn mạnh một cái điểm gì đó, một cái ý nào đó, thì nói một lần, lặp lại một lần nữa, và dường như đặt vô đầu người ta lần thứ ba, phải không? Và cái đó nó quan trọng, là bởi vì khi mà chúng ta thấy là nghiên cứu cho thấy là sau khi mà chúng ta nói chuyện hay là trình bày 10 phút sau thì cái người nghe đó họ chỉ nhớ được 50% cái gì họ nhận được ở mình mà thôi. Sau một ngày họ nhớ được 25%, và sau một tuần họ chỉ còn nhớ được 10%. Cho nên cái điều quan trọng là mình muốn họ nhớ 10% của cái gì. Và cái câu hỏi đó, câu trả lời của câu hỏi đó cho mình biết rằng mình phải nhấn mạnh điểm gì ở trong cái thuyết trình của mình ở cái buổi đó.
Và nãy giờ mình nói về thứ nhất là về cái đam mê, cái sự quan tâm, phải có một cái đam mê nhất định với cái chủ đề mình đang thuyết trình, thì người nghe sẽ tự động họ thấy được cái sự đam mê đó thông qua cái biểu cảm của mình. Cái thứ hai là mình chú ý đến cái tư thế và cử chỉ, cái việc mà mình đứng như thế nào, mình di chuyển như thế nào trên sân khấu, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái sự tự tin của mình. Cái điều thứ ba là cái giọng nói, cái cao độ và cái tốc độ của mình nói, nó phải phù hợp với cái nội dung mà mình đang nói, thì nó sẽ giúp người ta nhớ lâu hơn, có ấn tượng mạnh hơn. Cái thứ tư là là sử dụng hình ảnh, hình ảnh minh họa, hình ảnh ẩn dụ, sử dụng những câu chuyện để truyền tải cái điều mà mình muốn nói. Và cái cuối cùng á, là hãy hướng cái sự tập trung của mình từ bên trong ra bên ngoài. Đừng có tập trung vào cái việc mà người ta nghĩ gì về mình, nhưng mà hãy tập trung vào cái người mà mình đang nói chuyện, hoặc là nhìn vào một trong những người mà trong cái đám đông mà mình đang trình bày. Và đó là tất cả những gì mà chúng tôi muốn gửi gắm đến cho quý vị và các bạn trong cái tập ngày hôm nay. Nếu có câu hỏi gì xin vui lòng để comment ở bên dưới, và xin nếu thấy cái video này hữu ích xin vui lòng share, subscribe và like. Xin chào và hẹn gặp lại.